Gaming. Thứ hai cái nữa. Mình đi chỗ nào cái trứng mình gặp dễ lắm thì phải. Đi đặt bạn ra ngoài. Chị đẹp đâu má đang bị đuổi theo mẹ luôn nè. Như thế đi đặt bạn ở ngoài đó nè, đang trốn. Nó đi đập bạch ở ngoài mà em nó chạy ra bắn luôn rồi. Mistress bedroom. Chắc cái gì đó giải được cái này không đi mẹ. Trốn trước cái đã. Tính gì tính sao. Bốn chữ đó thì mình chỉ như mình giải làm từng cái để có, nhưng mà thế vì ba nó còn đỡ chứ bốn mẹ nó xoay nó chuyện nào xong trời.
Mississippi. Mình không có mình không có chìa khóa. Ở đây bỏ mỗi lần vào đây là mình phải ở đây là mình phải cắt cái phải nhìn 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 cái nó hết máu luôn rồi. Fuck. Mẹ có tiếng mở cửa. Xài được mà đã mượn linh hồn các kiểu thì nó hơi toang rồi. Tiền coi cái thai gì nó nằm ở trong nào, cái dịch cụ nhà đó. À, có thằng nào đi bộ ngoài bay. Qua perform room để lưu game khác quay về cái message room. Mà nó có lưu game hộ mình chưa nhỉ? 6 giờ 14 rồi. Để chơi tới đâu thì giờ. Cái hết máu rồi nó chọn cái chết luôn. Thai nằm ở đâu ta? Cái hình như là cái chân cái con nào. Số 28. Ok, nãy nó có lưu, nãy mình chết là mình chơi lại luôn. Phải thì
là cái chat bát thương lục loại kiểu mình đã thích là tin. Thịt con mẹ. Fuck. Biến hình mày ơi. Bên nữa. Nãy xin sớm ghê vậy. Sẽ lúc nào đã chín sớm. Chín sớm có người xem chín trễ quá ta đi ngủ hết rồi ai xem. Được mấy cục rồi? 3, 4. Gà khác hả? Nó thì nó bắt mình làm nô lệ tình dục còn được chứ nó giết mình thì nó hơi sai. Cái gì mới à? Phải đi. Gì con mẹ nó luôn á. Sao nó cứ thi nhau nó xuất hiện rồi thế đéo nào vậy? Đen cái thằng này cái thằng kia thôi nói chứ nó là ma mà. Nghe nói người mà chích ma là bị hút hết dương khí xong rồi tông đi tan luôn, ai lại làm thế, phải cho nó siêu phát chứ. Giờ mò mật khẩu ở này thì được đó, nhưng mà hơi lâu. Rồi 1, 2, 3, 4. 4 cái nó mới reset. Kiểu như mò cái này xong cái này xong á, phải nhớ cái chữ này xong rồi nhớ lại. Ai gọi thế bậy. Ok thử nè, bây giờ mình sẽ thử như thế nào. Số 1 má kiểu nó cộng lại nhiều nhiều cách lắm luôn á. 1 thì cái chữ này trước rồi này, dấu 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 hai gạch. Ok không được.
Cai bão. Đi mẹ, chừng nào xong trời. Lạy Chúa. Chữ tàu số thì dễ nhớ chứ mẹ, chữ tàu sao muốn mà nhớ nổi trời. Đi. Tôi đâu có cãi đâu. Sao mọi cái họ lấy được vậy? Chờ tí, hình như nãy mình thiếu cái gì đó thì phải. Sao mình cái bình màu vàng mình đụng đéo được bình màu đen chứ. Thằng lại đi hát đéo đâu bài là trong cái gì nè wedding photo nè nhưng mà mẹ nó biết cái đồ gì thế phải cứ shit. À, bốn cái chữ cái đầu tiên cái này cái này cái này cái này à, chứ ngồi đợi mà mò ra mà chắc chắc là thêm mấy tiếng tao mệt đó. Nó bảo phu nhân phải có cái gì hay là phải be down tôi không thể thằng con đứa bé của tôi thất vọng được whatever ai đông
Walking care không phải là cái gì mà mình biết không ta, chứ không nói gì thì nói chứ bố mày đi lưu game đã, tính gì tính lấy cái gì trong phải lưu, lấy cái gì trong phải lưu, nếu lưu thì lại xem. Vậy đi tìm cái phòng gì mà nó có cái cửa màu xanh đó. Chứ đứng ở đây nghe nó kể chuyện mẹ nghe tới chừng nào xong. Hai cái gạch ở giữa đúng không? Hay là ba mất ba cái gạch vậy? Cái số 3. Đúng rồi. Thì sai đấy. Sai đéo đâu. Easy. Đầu mùi thế.
nó biến mất tiêu luôn rồi. Cái này cái gì đây, gương gì đây, cái này gì mẹ lại hack não nhau nữa. Là sao? Quái à, lính đồ mấy mẹ gì đâu hết rồi. Chơi vậy chơi với ai? Chỉ không khí hả? Alo. Cái đéo gì vậy? Hello. Missing something here. Cái này à? Ủa vậy nó thiếu cái gì vậy? Mình đéo ra được, mình đéo đi đâu được rồi sao? Lạ vậy? Ủa vậy? Giờ anh hả? Token. Sao nào? Để biết luôn á. Tại game lắc. Game lỗi hay bút bút rồi đúng không? Hay bút hay là cái gì? Hay là do mạnh? Thiếu cái gì hả? Bút game à? Lắm gì vậy? Trên dưới trái phải không có gì luôn.
ai mà là bỏ lên cái shit. Bố lại sợ mày quá. Lấy cái gì chạy? Lấy cái gì nè? Nhớ có đừng chạy đéo đâu nhỉ. Ai lộn? Mình
chữ D, nhưng mà chữ D chữ quy rồi. Vấn đề nó chậm, nó chạy đâu chạy. Mình chạy chỗ luôn nào. Holy fucking. Ủa mẹ. Cái đéo gì nữa? Rồi lấy cái gì mà vấn đề với tao hả mày? Điên hả mày? Phải cứt à? Nếu là phá mình được, nếu là phá mình phá phá được. Chạy là giết nó xong thì lấy đồ, lấy gì lấy chứ mẹ, kiểu này không có thời gian quá. Ah.
chết một lần thì nó tính là hai lần ba lần gì đó. Thôi chạy đi. Cô đéo chết. Đâu rồi? Đi con mẹ. Còn phát cuốn rồi ôi. Quá lộn thiệt. Chứ tới lần 1 sợ lần 2 mình chết nữa. Bị cào có hai phát nó đi mẹ rồi chơi gì trời, đi xuống dưới là con này kiểu nó có tay le nó có bệnh đinh nó bảo mình phát đinh. Fuck. Chưa? Phải cái liền hết máu rồi đó. Đi con mày. Ba lần nữa. Đéo được kêu gì. Hồi nãy chắc cho mình bắn nó gần quá chứ không thấy cái nó mỗi lần chết mình chơi lại, lần chết mình chơi lại. Cái gì ta? Chắc xếp nó xong cái đồ ở đây cũng không. Ok, chạy mẹ nó đi. Chạy chạy nhanh là được, nhưng mà cái thằng nó chạy kiểu chán quá. Fuck. Rồi.
lần nữa cơ. Hai lần. Quên quên cắn máu đã. Quá. Ê, phát này chắc chắc ổn rồi đó. Nó biến rồi, nó biến rồi, nó biến rồi. Đấy chưa? Chết năm phát, nó vả mình tận ba bốn phát mình có hai lần. Không biết còn bộ phổi nào. Cái này rút cái kia nha chưa? Bắn lần 4 phát. Mình như đây chắc chắc đủ cái gì. Lụm đồ hết chưa? Rồi, cái thùng kia là 7 nhưng là thôi bỏ đi. Bỏ đi 15 người. Mẹ đi mẹ đi chết, what the fuck, cái điều gì thế? Ai con bot này mất khá khá thời gian á. Hey, come on, motherfucker. Mẹ. Có cái lần cuối thì sao nó má cuối chả biết nữa, lần cuối như hồi nãy nó không có nó không có nút bấm cái thằng event chả biết nữa. Shit man.
Mẹ cụ nhà trai chưa? Có vẻ ổn mà không biết tí là sao nè, mẹ mình chưa có nhìn rõ đánh như thế nào, mẹ tí là đi xét rồi. Xin Như Lai Xiang Trị Tử Bệnh, What have we fit? Well, kind of Huệ enough to write the Nhân dark Phong shadow. Xie Trân Xin Chi. Z, Z bố mày hộ cái. Hay là Z tới đi. Alo. Shit, man. Fuck you. Mình có thể đi bằng đường này qua Mrs. Chúng ta đâu luôn. Sợ vừa lớn cái bộ phim gần ở đây à, đốt nhang rồi đó. À, bị nó vả như con. Thiếu thiếu một cái nữa. Một cái nữa. Này vào miss phúc xa vậy. Má xa lắm luôn, xa phải đi ra. Cái này để từ từ để mình xong không có gì xảy ra luôn. Ok, fine, ổn mình. Nó lại cầm cái đó, nó vẫn biết là mỗi lần vô đây là phải cắt máu một phát, vô đây phải cắt máu một phát, cắt lấy máu một phát à, cắt vào 7 lần hay chắc cắt đúng một chỗ luôn là tao thấy đi mẹ ra cái tai rồi đó. Cười mình là phải à? Cái lời ta what the fuck?
phải á. Cái thứ gì vậy? Nó không phải, sao nó vào đây nó cắt ngón chi vậy? Đâu hiểu cho lắm. Mình thiếu cái gì chạy? Ah, shit. Hộp nhạc nãy chỗ nãy mình bỏ vào ấy. Thiếu mình quên lấy cái đó quá đi nè something.
Đờ. Phải mình đang đơn. Đâu? Anh đang ngồi như tượng đó em. Đơ đéo đâu mà đơ. Má, nãy giờ bị chị đẹp bả như con chó. Ơi, nãy giờ nhỏ nó giết anh mấy lần luôn, cuối cùng mới vả được nó. Khó chịu vả gì nè, nó khó chịu hơn cái con màu đen với cái thằng kia nhiều. Ta suy tư thì người ta phải ngồi yên yên lặng các kiểu, nên là em tưởng là anh ngồi như tượng là đúng rồi. Cái đó cũng bình thường thôi, gì đâu. Không mà không phải nãy nó cản anh, nó không cho anh làm gì á. Anh cứ đâm bức tượng anh thấy nó, anh cứ đâm bức tượng anh thấy nó. Đẹp mà bị điên á mày ơi. Chúng tôi nghe cái gì? Em tua lại cái khúc tầm 15 phút hồi nãy. Má, nó vả như con chó. Thấy không, thấy chưa, thấy chưa, thấy cái khúc đó chưa? Cái gì phải hả? I cannot you AC missing something. Nghĩ lo trang. Sớm nữa. Thì ăn cơm sớm, nay ăn cơm nhà, không phải ăn cơm tiệm. Nãy giờ bây giờ còn vụ này chưa mọi người. Sợ. Vãi cả liền à? À, cái gì vậy? Ui ghê vậy. Trốn mày ơi. Tí có ma nó vào nó thì chết tao. Quá cái tiếng nhạc. Nhạc cái đéo gì vậy. Nhạc nó buồn. Fuck. Ngày mai bảo to hả? Làm gì có bảo to anh. Hồi xưa anh vẫn xin sớm đó thôi. Bây giờ vào cái à, nhỏ là đúng trắng luôn. Boss kiểu như da trắng như trứng hột gà. Chẳng bóc.
Nó hỏi để tôi nhìn họ. Không phải lão ta sẽ thấy không ổn. Tôi nghĩ ông chủ. Chỉ cái hộp hương này, tôi sẽ theo hình thư viện trên hộp hương. Tôi làm những cái bao này. Vậy thì cái con tự nó không đầu nữa. Fuck me. Cái con nhỏ mà nó trong tủ nó cái đầu. Nó cứ tự cuối chẳng phải đâu. Ê dịt mẹ. Ê như vậy thì cái ông rụng quá tí tí đánh với cái con. Cái con mà cầm kiếm á. Chết mẹ rồi. Fuck. Thế thế nào sai được đâu. Con ma công ty cầm kiếm. Phát chứ có hoàn thiện. Đâu thế nhỉ? Nó trên kia thì phải là Assassin tươi vậy. Đéo lên lang thang ở ngoài đây nhiều. Tí nó bả cho người. What the fuck? Con nó vẫn còn sống trời. Cái gì bây giờ? Nó mình nhớ mình bắn nó xong mình nắm đầu nó mình chém các kiểu nhưng mà nó không chết. Trời cái đéo gì thế. Sắp mẹ cái đầu lên cắt cổ luôn rồi nhỉ. Thank you.
Bố mẹ chậm quá. Thế nhưng mà không biết đường chạy nữa. Tại sao mày không né được như nhanh mày ơi, nhắm họ bố mày cái luôn. Come game này mà. Nó nhìn mặt đúng là đẹp thiệt, nhưng mà nó bị điên. Phải thở thì sao nó chạy đéo nổi. Ôi bảy cướp cả. Ôi đi mẹ hết hồn. Fuck. Shit. À, đầu tiên mọi người ơi. Khó thế. Phải cứ cả. Thế lộn mà mình chạy được. Cái thằng này nó chạy được có 5 giây nó đứng nó thở rồi. Địt mẹ nhà nó. Thấy không? Tao thấy. Chán á. Lâu lâu mày ơi chạy mày ơi. Cái gì con mẹ. Vậy chứ à. Giờ sao nữa? Đứng này đi đâu luôn á. Ui mẹ ơi. Chị đẹp mà chị bị điên. Đéo đéo đéo.
Ủa là Phúc bị đau bây giờ? Nghĩ nó chán. Cái đường nó biết chạy đi nào, má chọn cái mẹ luôn, cái gì trời. Cái thằng này nó cứ đi bộ hoài, chưa thấy thằng nào mà đàn ông con trai chạy được 5 giây mình chết nó tệ như thế. Mình né rồi á, chúng hả? Một mình là à. Chạy nhanh coi, đi mẹ đứa thứ này. Chạy nhiều mình sẽ nhớ đường thôi. Chết gái nha. Thì thế anh có chơi đá xấu đâu nào. Em thấy thằng này đi không? Đéo gì cả. Ây da. Như thế à? Cái à? Trái phải gì? Trời. Nhanh mày ơi! Fuck!
Ai da, quên nữa. Fuck. Bể mặt tôi rồi. Ta nhanh coi nó đuổi đằng sau kìa, what the fuck. Thu quá nó chạy kìa. Cứ cưng lơ. Hết chưa? Rồi rồi thoát rồi nè. Ý chỉ lắc léo luôn. Mình chơi 7 tiếng mấy. Bây giờ có cái Master Bedroom Key rồi. Đúng không nhỉ? Master Bedroom Key. Nó nằm đâu nhỉ? Má kiểu à, chết xong cái nó reset ở cấp độ mình là không có view không một hai. Thì hai những hai thằng nó dí mình quái khá liền thiệt. Mình lưu game chơi nhỉ? Gì nữa đây? Ai thế? Ê, cái thằng cha nãy đúng không? Con đen đen hồi nãy nó bị gì rồi? Thì cái nó bị suy yếu, nó thấy mình nó bỏ chạy rồi, chả biết nữa. Lúc mà qua nói với tôi, trả tao liên ơn, trả tao liên ơn. Có người nói với nhỏ này là thằng này rất à, nhớ là phu nhân. Như bên người ao sai à? Vừa là thằng này là cha của thằng này là chồng nhỏ này. Người làm ta thằng nhân. Con quỷ vô nhân đạo. Đi sát là coi được nhân sinh đúng không? Người đã giết hàng ngàn mạng sống không thể đếm được trong cuộc chiến tranh. Mạng của chúng tôi không là gì đó với người. Không có gì giữa chúng ta nữa cả. Con quỷ dữ. Ta cần trái tiền của ngươi, hãy đưa cho ta đứa bé đây. Fuck. Xíu nữa bà nó trả con cho bà gì đó.
con gì mẹ mày kiểu gì mày đòi chả chả cái đầu vui mày. Đéo phải tự nhiên nó cho mình đạn, đéo phải tự nhiên nó cho mình đạn. Đéo phải tự nhiên nó cho mình đạn mày, ui fuck. Đéo phải tự nhiên nó cho mình đạn. Đéo phải tự nhiên nó cho mình đạn đâu. Đấy, kiểu đúng kiểu thâm cung bí sử luôn. Cái gì nhỉ? Wedding. Mẹ bố mày nó có sai đâu. Đâu rồi, đâu rồi? Nghe tiếng là nó đâu mất tiêu rồi. Trốn 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 trốn. Nếu phải nó cho tự nhiên nó cho mình đạn. Cái lọn tóc của nó đã làm gì vậy nhỉ? Wedding hair của nó là kiểu như ok nó cả kiểu như tóc tóc gì nhỉ? Đám cưới hồi xưa là người ta cắt tóc của nam và nữ rồi người ta cột xong người ta bỏ vô cái bao ấy. Chẳng vừa kẻ tôi có tập tật. Chờ nó đi đó. Vậy là hai con này là vợ chồng ấy, cái thằng đang đi lùng ghét mình với cái con nhỏ kia là vợ chồng ấy. Chồng thì già mà vợ nhìn trẻ vãi nhìn. Đúng kiểu tướng quân và gì? Mỹ nhân. Mình tóc tóc mình hình như là muốn tóc tóc mình là muốn đâu nó ghi wedding gì á mẹ nó ghi lồng bồng ở ngoài hoài vậy. Tiếng gần luôn thực sự tiếng gần bãi điện đấy nó vừa vào nè. Mẹ cho tao ra ngoài tao lui game coi mẹ lâu bệnh rồi. Má nhỏ vợ đúng đẹp luôn. Cái gì thằng nó bị điên nó ghét con nó hay sao. Nhỏ kia nó móc tim thằng đó luôn mà. Móc tên thằng đó mà. Thì trốn tủ chứ chơi sao lại nó đâu có chơi lại nó được mình đâu có gì mình chơi nó được chịu thôi trốn tủ thì sao được.
hai con kia thì anh sợ chứ nhỏ đó thì chắc nó hù thôi, nó sợ chứ anh lúc mà anh gặp nó cũng chả sợ mấy, tại vì một phần nó nhìn đẹp mắc gì phải sợ. Còn cái thằng quỷ kia thì lâu lâu nó châm khe phát, màu đen đen thì nhìn gì và liền, con gái thì mắc gì phải sợ, trời chả có gì phải sợ cả, như nó chắc là mắc mờ mình sợ thôi chứ đối đầu với nó chả thấy sợ. Vấn đề đã nằm ở chỗ đó. Á môi kiểu chu chu đúng kiểu mấy đứa mà là kiểu như môi mà không cần bơm nữa. Môi môi mỏng để chờ mình. Điên cái thằng đó kìa. Không thấy true color kiểu như bộ mặt thật của hắn. Ta chỉ cần con thôi, con trai là đứa bé của ta. Đi mẹ tội thế. Để coi có đi đâu nữa. Lên lầu thì phải. Masters. Phải để mình đi ơi thì mẹ hấp hụt. Cái con mẹ má. Chưa chịu làm gì. Hello Nhi. Ý, nó có lưu rồi nè. Ok. Nè, ra Z bố mày nữa đi. Bố mày lưu game rồi. Ôi, bố mày lại sợ quá cơ. Ui, địt mẹ. Chỉ như nó ở đây sẵn rồi á. Nó sắp chết hết rồi. Nó muốn lấy trái tim của nó lại á. Có phải lồn nhá. Lấy con phi đạn với mày. Hello Nhi. Trái tim gì rỗng ruột quá vậy. Căn phòng mà rộng rộng không phải skyline, chắc là cái ta skyline như không phải. Không có yêu nhi không nữa.
đâu nhỉ? Đây. Đéo phải mẹ ơi. Cái này ở đâu đây? Cái phòng mà nằm đâu vậy? Ai biết, chắc Skyline Room thì phải. Để à, để xem chơi game, what the fuck, hỏi gì thế, tập trung vào game đi chứ nhỉ. Có đâu ai á, không biết, không biết không đồng nghĩa với ghét, hiểu không? What the fuck? Để tập trung chơi game coi, hỏi gì thế? Bí đường con mẹ nó rồi. Skyline nằm ở chỗ đéo nào thế? Chắc là Master
trung chơi game đi kìa. What the fuck? Ta đang stream, tập trung game chứ hỏi gì. Sao không hỏi là tại sao anh chơi hay thế các kiểu, tôi hỏi gì thế. Chết rồi, không người không đã lại không mình đến. Ui địt con mẹ nữa. Chứ cái đéo gì ra chém mình. Chuyện y như mấy thằng mà samurai Nhật luôn, cái giọng của nó kìa. Chưa kịp chạy cái lồn gì thế. Ủa mà chưa kịp chạy nữa. Bùi thằng này thì nó chạy như cái thằng yếu sinh lý ấy. Đi con mẹ. Thằng tự vả. Gì đâu tự vả. À đúng rồi, nó đang mã skill gì vậy. Ai tự kêu kinh vậy. Mà nó hình như nó đang chém mình bắn nó. Ủa mẹ tắt cái em xít coi, what the fuck. Ơ sao auto nhắm vậy, cái đéo gì vậy. Magic lòi. Sao anh còn không biết chạy sao nữa nè. Chắc nhây mấy cái cột rồi né sờ kêu nó thôi chứ biết sao bây giờ. Má bắn hụt không rồi mẹ ơi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Có sờ kêu này nữa hả? Ma giết dữ vậy. Fuck. Ôi, mày chết rồi đó. Á, cầm kiếm mà đi đấu với súng kìa mày ơi. Ngu đéo tả được. Kiếm lửa hả? Ui bực cần lửa. Không biết kiếm nó kiếm gì nhưng mà kiếm nó nhìn không có healthy tí nào.
Con kia nó kiếm gì hả mày ơi? Rồi đạn đâu rớt nó? Cho đạn cái gì cho nó rồi xong luôn, hết đạn luôn. Tôi có chém đéo được. Ủa đạn đâu giết nó? Buckler game chém nó không được luôn nè. Lấy đạn gì không mà giết nó, giết bằng niềm tin ác sức. Ngu mà nó thịt chết sen nữa. Nếu hiểu không, nó không cho đạn, không cho gì. Thôi giết lại tao đi. Yeah yeah. Nó gọi là bị bả à. Trượt à? Thì nó né, chịu thôi xong giờ. Mặt nắm đầu lại đây bố mày biểu. Đó ghê không, ghê không, sức mạnh của cha đấy, kiếm cho một thằng Sida theo quỳ lại không trúng á. Cái gì nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Má, lần này nó bay kìa. Cái này mới, mới lắm luôn á. Tí bây giờ tí mà mình không chết được nó rồi mình lấy cái gì mình chết nó? Dùng niềm tin hả? Công lý sẽ được thực thi các kiểu. Liều với mày luôn à. Hơi ngu, hơi ngu. Hả nó hơi ngu. Bực lờ và nó hơi ngu. Chạy nhanh mày ơi, rồi cái thằng này nó chạy kìa. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Gì gì?
điên rồi đó. Đừng mặt nó làm như nó điên. Mà thằng này nó có bình thường đâu. Anh ơi, anh có yêu em không? Như là không rồi, anh đang chơi game em ơi. Em ơi. Gì vậy? Sao hôm nay tự nhiên ai cũng hỏi câu đó, thế mất bóc. Để anh tập trung coi. Ô, bắt anh dán đằng sau rồi. Ủa mà ai vậy? Chết nó rồi. Em mày ơi, đạn cái gì? Phải luôn, từ từ. Nathan là Pai Innocent Club. Pai của tôi đã bị nhúng máu bởi những người máu vô tội, những người vô tội. Gì? Hãy lấy linh hồn của ta để đổi lại những mạng sống của ta đã lấy. Ủa sao từ đầu mày không giết, tự giết mẹ mày luôn cho rồi đi. Mày đợi tao tao bắn này mày mới chịu hả? Phải cặt. Ê, mình có đủ 2, 4, 6, 7 đặt theo thứ tự là như thế nào vậy? Đây, trước khi đặt mình đi vệ sinh cái đó. Ủa nhưng mà nãy ai vô đi xếp chả biết. Hello mọi người. Tôi cũng không biết gì toàn nữa. Người ta đang tập trung đánh boss mà. Cách liên. Để tôi tập trung cái coi. Anh không yêu em thật hả anh? À. Anh có yêu em không anh? Anh ơi, anh có yêu em không? Thôi để tao xin có, what the fuck? Cứt ra bây giờ. Màu cam. Anh kích đi. Thôi để tôi thức ao. À, thôi. À, vàng, xanh lá, xanh biển. Vàng, xanh lá, xanh biển, xanh đậm, tím. Sao nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tao đi cây quạt của ai vậy? Master Fan. À. Các bạn này làm gì? Gấp lại lấy ra để làm gì? Gấp lại để chọc họng con kia. Ok, bây giờ mình đủ mẹ hết hồn, fuck. Mày Ui, mày bị điên hả mày? Mày fuck. Nó làm quá sợ thiệt. Đi chỗ khác chơi. Á, à, đẹp mà bị điên hả mày?
em cho anh thời gian suy nghĩ rồi, anh đã yêu em chưa? What the fuck em này? Này này bị gì vậy? Đi. Thế là anh không muốn em hỏi chứ gì, anh chỉ muốn Mai hỏi thôi đúng không? Không, không phải. Thì người ta đang xin, người ta tập trung vào chuyên môn chứ. Hỏi thế này để viewer người ta đi hết bây giờ. Hỏi là bảo không thích cậu lương các kiểu. Hiểu không, hiểu không? Hiểu rồi chi vậy? Viewer của anh... Viewer của anh yêu tôi chứ anh có yêu tôi đâu. Tôi bị tưởng liền. À, thế này cũng nói được hả? Anh thử hỏi viewer xem có ai không yêu tôi không? Có ai là con bot không? Để tìm này con bot nhỉ? Bot đâu? Đó, con bot nó farm quấn hoa hồng các kiểu. Bot ơi, em yêu chị không em? Đấy, nó bảo có. Mitch, nãy có cái cây đi đâu nhỉ? Mitch, study cây. Ừ, mà tiếng Anh mình cũng ghê nhỉ. Mày là còn có mình con quỷ kia thôi. Còn cái thằng quan nó cầm kiếm nó chọc chọc nó chết à. Ừ, chung chết một bố mình cả cái này tầm. Mình chỉ cần một đứa đuổi mình thôi chứ hai đứa mình chịu không khỏi. Lão Yên, 应该保住你们的孩子. Phu nhân, 多保重身子才好. À, 在下昔日游历天下之时，偶然得知， anh ấy nó bị bệnh. Cần ý cả ý chi, 着五行之魂分而化之， cho mỗi công đức tố, có thể mang linh hồn nó vé trở lại sự sống. Má, cái thứ tà đạo gì đây? Phải có liền à. Đúng rồi. What the fuck is this shit? Cái gì? Má, đấy tự nhiên cho mình đạn đâu. Thời. Hả? The blooming head autumn gray. Macolina cup. Chắc trong mấy cái chén này nó có cái gì. Cái là một cái cành cây của con chim. Cành cây của chim. Má hay bị chết liền. Hình như mấy cái này nó giống nhau đúng không? Hoa màu xanh nè. Hoa màu xanh. Thế thì nó sẽ thiếu
trên là gì? Ủa, tiếng gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Nó tới thì sao á? Ủa, Nhi đâu à? Sao không nói gì thế? Coi thiếu cái gì, cái hoa màu xanh với lại cái hoa màu đỏ là thiếu hai bên đây. Theo thứ tự thì chắc bên đây màu xanh với màu đỏ. Anh chỉ còn thiếu Không phải em lộn thôi. gì đi hả? What the fuck? Rảnh quá. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không biết mình vừa làm gì nhưng mà quá sợ thiệt. Ủa, mình vô tình xây đúng nè. Sao mình còn lại ai đi cảnh quá, không đi làm mà. Cười cái không khí. Right Knocker Combat Phát lên 4. Mình sẽ tiến hành luôn game. Oh, luôn cái đồ gì nữa đi đi. Tao luôn ghen đi. Bởi vì mình đếm đến cửa kia nặng đầu luôn. Chơi gì ai chơi gì ai đủ làm Anh không đủ thì người khác đủ được chưa? người
thì anh ơi, anh có yêu em không? Mẹ. Chỉ có thể là có hoặc không thôi. Anh có yêu em không? Ủa mình nhớ cái phòng ở đây mà. Không phải cái này, cái phòng xanh xanh nó nằm tuốt trên thì phải. Đây nè. Phải à? Mà ta nhớ á. Hãy sao mới trở tao. Chưa hái liệu một hỏa mi. Ba gạch chữ gì nữa? Cái chữ tạo có giống gạch. Chữ chín chữ xin. Ba cái gạch đứt. Ba cái gạch đứt với lại cái chữ đủ mẹ chữ tàu chữ fuck có chữ gì nữa rồi hai dấu gạch mẹ chữ đéo gì thế. Nó không cho mình ngước lên giờ. Ba cái gạch đứt. Dịch cho cái ví tàu không mà đổi dịch trời. Tôi thinh. Cái chữ đó chữ gì vậy? Mình như có dấu easy. Ủa má ơi, đó phải tự nhiên cho mình đạn đâu, mẹ nó. Đây. Tính giết bố mẹ không? Mama. What the fuck? Bây giờ nó thành cái bóng ma luôn rồi. Bây giờ làm sao giết nó vậy? Tôi nói cái gì kệ tôi đang sợ được chưa? Nó bảo mà tôi phải tự nhiên nó cho mình đạn đâu. Má. Nó phải tự nhiên cho mình đạn. Mình chơi game mình có kinh nghiệm cả. Nhãn này nhìn đẹp thiệt á nhưng mà nó bị điên. Sợ mình lừa. Xem xét nè. Có đâu. Nó dí mình từ đầu tới bây giờ mà có đụng chạm với nó đâu. Đang tóc rối bờ môi thâm. Trời ơi nó giết tao kìa mày. Mắt
đang thật buồn. Tao sẽ thanh tẩy cho mày. Chết họ tao một cái. Ok chưa? Mình nghĩ là chưa. Còn một bóng nữa. Mỗi lần bắn cái nó nghe như liền. Ê lộn 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 lộn. Đừng nói, đừng tắt, không liền. Ủa mình đã thanh tẩy mày. Thằng này nó đau đầu rồi, nó ý nhỏ 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 cái gì đây, mình đang có góc nhìn của con nhỏ phu nhân nữa. Phải gì dù mình không hiểu kiểu gì nhưng mà mình không hiểu kiểu gì thì đã lưu game chắc là giải nốt cái này. Ok, hoàn thành xong cái la bàn. Nó thả ngay cửa này luôn mà. Hai cái gạch dưới, cửa gạch dưới. Với chữ cái biệt cụ. Fuck, để tôi coi lại mà được. Four Guardian Element. Một cái chữ thì nó chết mình phải tự vệ, hiểu không? Chữ gạch gạch chữ chéo chữ what the fuck. Đây một cái gạch đứt cái gạch dưới rồi chữ quá đủ mà. Để tôi chụp hình lại chứ kiểu này tôi không nhớ nổi. Rồi, để chụp đoạn tầng chứng vật chứng. Đâu rồi? Bỏ chữ E này coi. Shit. Ấy. Shit. Giờ này ông ngồi nhắn. Ok. Sưu tập tôi đâu rồi. Ây da. Ok. Một cái gạch dưới. Đâu rồi. Một cái gạch dưới. Rồi. Kia là còn chữ sáng sáng nữa. Bây giờ cái này là đúng không? Cái gì? Một cái gạch dưới. À. Chắc mình học mẹ khóa trên tàu.
Đúng rồi mà ta. Má, kiểu chữ trên cửa nó khác hoàn toàn cái chữ trên nhờ sự trợ giúp của cái gì vậy? Ê. Vậy là nãy nhìn nhầm chữ rồi. Đây là chữ này, cái hình kia nó giống quá, tưởng đâu fuck. Yin phu nhân. Ôi. Vậy là con quỷ nè, tên Yin. Chính cơ thiên mà tàn phá cả ngôi làng. Động đất xin. Chữ chữ thi. Hãy có của tôi phụ chi. Không biết là ai. Cũng không quan tâm gì đến sự hận. 杀他来个妈妈！让英夫人，你咒怨至心化成恶鬼，让我被至亲之人挖心取命，让英夫上下所有人的性命，抚平我心中的恨。 直到看到了那封信，那封父亲以性命祈求英红发兵相救的信，一切恍然大悟。大错已经。你想，那哪里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 
Molly có chăm xe không bay. Trên phu nhân tất nhiên ở đâu xem tập bắt để coi honorable general Jin Hong tướng Jin Hong tự hào danh dự
nhân danh của tướng Dinh Hồng chắc vậy. Qua đây mình tôi mất chưa xong đi tôi gọi nó quét hết rồi. Người ta bảo là người của nó đã bị nhiễm corrupted, bị dơ vẫn chỉ nó nhận sự trợ giúp của ông kia là Sponger là cái gì đó, chả biết nữa, chắc nó trên cái thứ tà thuật gì đó mà mình không biết được. Sen Sen chỉ cho ai kia cũng cao chứ không thấp đâu. À lâu có mấy cái nhạc nghe toàn thế nhỉ. Ok, bố mày sẽ té khỏi đây. Xong rồi thì phải. Có cái hai cái miếng này lết nó cơi ai da cái chân mình còn đau. Ê chúa ngươi là sự hồi sinh của phu nhân, ngươi có thể cảm giác nỗi đau và sự căm ghét của cô ấy. Only chicken is so elegant. Xin hãy giúp chúng tôi kết thúc cái này. Sao đây? Để chúng tôi có thể được siêu thoát. Cho mỗi con đường riêng biệt. Tụi này nó bị kiểu như con cái thằng quỷ gì nó xúi dại con nhỏ này để trái tim thằng thằng kia làm mấy cái tà thuật thành ra bây giờ phải bắt cái con quỷ đó nó con nhỏ đó, nó sửa sai nó dạ cho giờ mày không sửa sai phải không? Bố mày cầm đầu mày bắt mày đi sửa sai nè. Tao có súng này nè mày đi nè. Cái phòng hồi nãy mà có hai con cái con nhân sư khổng lồ với lại cái cửa bự nhất đó. Mình có hai cái cửa bây giờ mình đi thôi, giờ đi không có gặp con ma nữa đâu hết rồi, bây giờ đi giải quyết cái con nhỏ đó nè. Là meo 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 mèo meo 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 gửi gì nữa quên mất tiêu rồi. Nói chung mình cũng không quên mình chạy. Masters of what? Cái Tainumen gì nữa. Ok. Nói chung là linh hồn bất phưởng gì đấy chúng ta phải siêu sinh được nó. Nói là đúng không, nó còn con gì giết mình nữa đâu. Có thể yên tâm mà chạy kiểu là nó chắc mình chết hơn chắc 10 lần. Phải cái lộn gì nhiêu 73 lần chết. Phải tất cả. Mèo đó cái chín mạng mình tới chắc phải mấy mạng luôn. Tí mình đi giết boss nó còn số đó, cái con số nó còn tăng lên nữa. Meo meo, meo meo nó không sống dai bằng thằng này đâu.
sao không đẩy cửa ra được thế này? What the fuck is this shit man? Vãi bừa. Mình phải qua bên kia. Chúng là cửa xem. Cái thằng nó chim nó cả cái mặt nó đang ngon một lần nó đánh lên phấn đây. Moment of truth, khoảnh khắc của sự thật. Ấy súng kìa, đạn kìa, cho thì lấy thôi. Đây hai con, mấy con lân mà hai La Hán thì phải, theo mình biết là vậy. Rồi nó gắn lên chưa? Đây nè. Đây nó thằng nhân vật chính thì nó chỉ muốn đi tìm đứa con nó thôi. Mò gì á, mò đi mò. Mò thế thôi chứ mình tên là Hang cơ, nếu mà tên tiếng tàu Hang. Còn nam là cái gì nhá, ai biết. Mò khác mò. Không, H-E-G-N-G ấy. Hang. Đúng không? 23 viên đạn bắn lòi le luôn. Hang G, Hang N-G. Quay lại thấy con bot nè. Không phải à. Mày là không là gì cả. Mày là ai mà mày dám dạy dỗ tao. Shit. Nó hiện hình rồi kìa. Ôi lấy gì nó. Nắm đầu nó chém nó. Nhỏ này nhìn mặt y chang nhỏ nào mình biết hết, chả nhớ nữa, nhưng mà mình quen phải nhìn ra quen lắm luôn. Chắc là ra mình coi phim hay là mình đâu đó. Cái đó cái gì vậy? Rồi không luôn. Nhỏ bạn Z nhỏ nào à? Không, hình như nhỏ gì trong phim Hàn Quốc Gumiho gì thì phải. Đúng rồi, nó nhìn mặt hao hao. Không phải nhỏ đó mà nhỏ nào á. Nhớ con phim Hàn Quốc thấy rồi. Mà điệt mẹ. Khó vậy. Giờ nó lộ mặt ra nó thấy. Mình có gì đúng không? Đoán xem. Thì giống như Nhi mỗi lần trên hỏi Nhi bảo là ai biết á. Tùy xem tùy Nhi gì đấy.
điên thì con thì con nó điên, chứ mà điên gì thật. Hồn mình trong chỉ trong nháy mắt. Chết đi mẹ ơi. Boss gì dai quá vậy? Mau 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 mau. Giết bố mày hộ con cháu. Fuck. Tình yêu à, tình ghét à. Như tôi nhận ra tôi đã có tội. Nên linh hồn bất tử của tôi có thể phục hồi lại nói lần của tôi thì cứ để như vậy đi. Ok, xong game luôn hả? Chết bể 4 lần. Bãi cả luôn. Ok. Chơi trong 8 tiếng. You unlock Master Yin là cái mình cũng tự có thêm một. Mingyue, là sao? Dễ hiểu. Thằng não quá vậy. Thế thì đầu tới vi cuối game nó cứu ai? Game hack não nó còn đơn kết, nó còn hack não hơn nhiều. Vậy là xong rồi đó. Nói chung thì game này chơi thì sợ thì có, nhưng mà cái thằng nhân vật nó chạy thì dễ quạo wow, mình nếu mà mình chết thì chạy nhân vật thì nó có chuyện chạy chết là nếu mà mình chơi mà không chết thì cảm ơn các bạn đã xem. Giờ 1 giờ hôm nay thứ mấy? Thứ tư, ngồi xuyên đêm cũng không được. Asamodo là gì vậy? Gì? Có gì đâu. Chắc đóng quát đấy mà. Okay.
Ê, thôi mình ở đây. Mẹ mai chơi game khác thôi chứ chơi kiểu này chắc con ngài đứng tim chết mất. Gặp Nhi nữa, má ơi. Sợ. Ok. Bye bye. Mình off rồi. Nghỉ tim đây đã.